Trên đây mình là một chiếc máy cạo râu bán rất chạy trong thời gian vừa qua. Mã sản phẩm là W316U. Sản phẩm có màu vàng. Thời gian sạc sẽ là từ 8 tới 16 tiếng. Công suất của sản phẩm là 3W. Thông tin về sản phẩm. Bên trong sẽ có một cái hộp nhựa. Ở đây còn có một cây chổi để chúng ta vệ sinh cái lưỡi dao. Trên đây sẽ là nút bật tắt. Rung khá mạnh nha mọi người. Và ở đây cũng có một cái lưỡi dao phía trên này. Các bạn bật cái nút này lên. Đó, ở đây các bạn có thể cạo những cái sợi lông dài. Phía dưới là sẽ là cái chân sạc. Chúng ta chỉ cần nhấn cái nút này lên. Rất là tiện lợi. Các bạn không cần phải gắn sợi dây sạc hoặc là cần cái củ sạc. Chúng ta sạc trực tiếp bằng cái này. Còn cái đầu lưỡi dao này chúng ta có thể tháo ra, các bạn cầm và các bạn kéo mạnh ra thôi. Nó sẽ không có cái chốt nào cả. Đây là bên trong cái lưỡi dao. Khi cạo xong thì các bạn có thể lấy cây chổi này, chúng ta vệ sinh này. Một chiếc máy cạo râu nhỏ gọn, giá cũng rẻ. Ở ngay góc này là sẽ có một cái đèn này, khi chúng ta cắm sạc vào thì cái đèn này nó sáng lên, sáng màu đỏ. Đèn báo hiệu cho chúng ta biết là khi máy đang sạc.